Chào cả nhà, mình là kênh YouTube Người Cà Mau đây. Hôm nay là 19 tháng 9 2024. Các báo đăng tin em đẹp Nguyễn Phương Hằng của mình đã được ra tù trước thời hạn. Mình rất là vui mừng nên mình có đôi lời tâm sự gửi đến cả nhà. Lâu nay mình không có lên YouTube nói gì hết vì em đẹp của mình không có ở ngoài nên mình buồn. Mình không muốn tham gia bất cứ drama nào hết, mình chờ em đẹp của mình thôi. Hôm nay thì em đẹp mình được về nên mình quá vui mừng. Nên chúc cả nhà mình vạn sự như ý. Theo tính cách của em đẹp của mình thì có ân thì báo, có thù tất trả. Mình cũng thích vậy đó. Em sẽ về nghỉ ngơi một thời gian và nghiên cứu sách lược, chiến lược để chiến đấu tiếp, để cho xã hội càng ngày càng được nhiều công bằng hơn. Mặc dầu không phải lúc nào em cũng đúng hết, nhưng đa phần những điều em cống hiến cho xã hội, em giúp được cho nhiều người ở xã hội là điều rất trân quý. Và qua 2 năm mấy nay em nghỉ ngơi, em sẽ ngộ ra nhiều chuyện hơn và em sẽ nghiên cứu những cái sách lược hay hơn, hiệu quả hơn để tiêu diệt những người mà hại em, những người làm cho xã hội bớt đi cái sự công bằng, cái sự tốt đẹp, những người dựng chuyện biến không thành có, đổi trắng thay đen sẽ trả một cái giá cho những chuyện làm của họ. Mình hy vọng là vậy nên mình sẽ chuẩn bị tâm thế để đón những cái drama mới của em đẹp Nguyễn Phương Hằng sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Tính cách của em mình hiểu, không bao giờ em cam chịu thua một cách âm thầm lặng lẽ, vì khi đấu tranh, trong cái sự đấu tranh cũng có niềm vui và hạnh phúc trong đó. Hạnh phúc nào, niềm vui nào mà không có lẫn đau thương đâu. Mà trong đau thương thì những người bản lĩnh như em cũng nhận ra và cũng hưởng được những cái niềm vui riêng của mình. Mong rằng cả nhà mình sẽ ủng hộ cho kênh YouTube Người Cà Mau của tôi và sẽ theo dõi em đẹp Nguyễn Phương Hằng của tôi trên những mặt trận mới. Sẽ là oanh liệt và hào hùng hơn nữa. Xin tổng chào, kính chúc cả nhà mình sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Hẹn gặp lại video sau.